Trong lúc cả nước cùng miền Trung đang gồng mình chống lũ, hãy nhìn về tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương. Những ngày vừa rồi, khi lũ tràn vào nhà, người dân không chạy của mà ngay lập tức bưng tượng Bác lên chỗ cao. Họ còn nói rằng bưng tượng Bác đi đã, còn cái tủ lạnh ướt kệ trà hấn. Một quán bar ở Hà Nội lại có hành vi chơi ngu không đợi tuổi, ngu hết phần thiên hạ, tỏ ý muốn sang Juventus để thi đấu vài năm để có thể tránh Covid và đã ngang nhiên sử dụng hình ảnh Bác để quẩy cùng điệu nhạc, nhảy nhót trong tiếng nhạc sập sình cùng DJ và liên tục hò hét. Tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Có nghe rõ không? Nghe rõ không? Video được đăng tải lên TikTok thu hút nhiều lượt xem và sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều, chủ nhân video đã gỡ. Không có cái ngu nào bằng cái ngu này, bởi vì đây là hành vi xúc phạm lãnh tụ nghiêm trọng, cần phải có hình thức xử lý thích đáng cho những ai đầu têu ra việc này. Mấy năm trước, một giáo viên dạy tiếng Anh người Mỹ đã ví von xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ngay lập tức tạo thành một làn sóng gây phẫn nộ trong cộng đồng. Trong sự phẫn nộ dâng cao, anh ta bao biện rằng ở Mỹ, chúng tôi vẫn hay ví von như vậy, ngay cả Washington cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức, tất cả người dân Việt Nam đều đồng thanh. Ở Mỹ, anh ví von bất kỳ ai chúng tôi không quan tâm. Còn ở Việt Nam thì khác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bất khả xâm phạm. Không lâu sau, thanh niên đó đã bị công an phạt hành chính. Còn hiện tại thì danh tiếng của anh này xây dựng nhiều năm ở Việt Nam, phút chốc đã tan tành. Hay như vừa rồi, nhiều người lên án một nhóm học sinh đã vẽ bậy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các em học sinh trung học phổ thông đã lấy rẻ lau bảng, vẽ một hình mặt quỷ và treo lên đúng vị trí treo ảnh của Bác. Vụ việc đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ rất lớn và thậm chí còn gây bức xúc khi những hành vi sai lệch chưa bị xử lý thích đáng. Đây là một vết xe đổ và vẫn đang có một số kẻ đi vào. Nhiều người hay lấy cái gọi là tự do ngôn luận, tự do như tây để lấp liếm cho hành động thiếu ý thức của mình. Tất cả mọi người đều phẫn nộ khi một quán bar đã cho nhân viên hóa trang Bác mặc áo kaki, đi dép lốp, nhảy nhót cùng DJ trong tiếng nhạc sập sình. Liên tục nhại lại câu nói bất hủ của Bác trong sáng ngày 2 tháng 9, lúc Bác đọc tuyên ngôn độc lập. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Mặc dù nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là vui đùa nhất thời, đó là học theo tự do phương Tây, nhưng những hành vi như thế cũng không đủ khiến cho cộng đồng mạng tha thứ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được người Việt Nam vô cùng kính trọng và dù chỉ là sự vui đùa đối với người đều không được phép. Ngày nay có một nhóm những người trẻ nghĩ rằng mọi thứ đều có thể trở thành meme. Họ nói rằng ở các nước phương Tây meme là chuyện bình thường, lãnh tụ hay là lãnh đạo đều làm meme được. Chính những tư duy sai lệch như thế đã khiến nhiều bạn trẻ quên mất gốc gác, quốc gia của mình. Bất chấp tất cả đạo đức chỉ để đùa vui mà thôi. Hôm nay cần phải nhắc lại cho họ nhớ. Ở đất nước này có 3 điều bất khả xâm phạm, đó chính là chủ quyền quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hãy luôn ghi nhớ như vậy. Quán bar ở Hà Nội đã sử dụng hình ảnh lãnh tụ nước ta để PR cho hoạt động kinh doanh của quán. Sự việc này thực sự không thể chấp nhận được. Rất cần thiết sớm có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xử lý nghiêm khắc vấn đề này, vì tính chất nghiêm trọng khi xúc phạm đến hình ảnh lãnh tụ Việt Nam. Đây là lời cảnh tỉnh cho bất cứ hành động nào xúc phạm đến danh dự, hình ảnh của nước nhà. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ
những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Một là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đúng không? Hai là học tập tốt, lao động tốt, đúng không? Ba là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bốn là giữ vệ sinh tốt, đúng không? Năm là thật thà dũng cảm, thì các cháu phải làm đúng năm điều đấy không? Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính. Nhân dân đang đói, tôi đề nghị với chính phủ phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến người đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước. Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa một bơ gạo, đem gạo đó biếu dân nghèo. Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc sốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Trước chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai, gái, 18 tuổi đều có quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống. Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau. Sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.